con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói lời ruột gan về người ba quá cố. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube Tin Giải Trí. Dù nhiều tháng trôi qua, gia đình, khán giả của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa nguôi được sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Mới đây, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan đã có những tâm sự khiến nhiều khán giả cay khóe mắt. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đầy kỷ niệm chụp cùng người ba quá cố. Hồng Loan viết, ký ức ùa về. Ba hóa trị tại nơi đây và khi xuống sảnh bệnh viện, ba kêu bé Loan lại đây chụp hình với ba, lúc này ba còn khỏe lắm. Con nhớ ba, ba ơi. Không chỉ Hồng Loan, nghệ sĩ Bình Tinh cũng để lại bình luận dưới hình ảnh này. Cô viết, lúc này có chị ba nha. Có thể thấy, không chỉ Hồng Loan, Bình Tinh cũng dành những tình cảm đặc biệt cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì thế, sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng là khoảng trống lớn, không gì có thể bù đắp. Chứng kiến những khoảnh khắc này, đông đảo netizen cũng để lại những lời động viên Hồng Loan, mong cô sống tốt và lưu giữ những hình ảnh đẹp của người ba quá cố. Thương bé Loan và chú. Chú muốn lưu lại ảnh kỷ niệm hai cha con, sau này cho bé Loan và các cháu ngoại, con rể. Coi. Luôn là bé Loan của ba, tình cảm này không gì thay đổi và không một ai có quyền lên tiếng thay. Nhìn hai cha con cưng ghê. Cố lên nè Loan. Thương nhớ cậu Năm. Hồng Loan cố lên nha em, bà còn sống mãi trong tim những người hâm mộ. Thấy thương chú quá, dù bệnh nhưng vẫn tươi cười bên con gái. Chỉ có tình thương cha con mới được như vậy. Lúc này nhìn Hồng Loan mặc đồ thấy thương. Đúng là chất phác, giản dị, mộc mạc, chân chất. Thật cảm động tình phụ tử. Thời gian qua, Hồng Loan bắt đầu bán hàng online các loại đồ ăn vặt để trang trải cuộc sống. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng. Hiện tại, gia đình con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã dọn về sống tại nhà của ba. Tháng 3 năm 2023, trong đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng thu hút sự chú ý. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở dĩ lúc sinh thời, Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào, thị phi. Tuy nhiên, ngay sau khi cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan phải đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến tài sản thừa kế mà ông để lại. Hồng Loan đến bệnh viện gặp bác sĩ Long từng điều trị cho ba Vũ Linh. Bác sĩ lên tiếng bảo vệ Hồng Loan. Anh bệnh lần thứ nhất mổ, ai chở anh vô bệnh viện? Dũng Trang chở anh vô bệnh viện như An Sinh để mổ. Sau đó là Nga nó lo cho anh, nó lo cho anh từ A đến Z, nó nhận tí lo cho anh. Trong lúc đó, con Hồng Loan ở đâu? Con Hồng Loan ở đâu? Nó nói đó là con ruột của anh, mà nó có lo, nó nuôi cho anh một ngày nào ở trong bệnh viện không? Cái đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, anh vào bệnh viện, đại học y dược, anh mổ một ca thập tử nhất sinh. Đó, cũng không có nó có mặt. Nếu nó là người thân, nó là con của anh, thì trước khi anh lên bàn mổ, bác sĩ yêu cầu phải có người thân ký tên để anh được mổ. Mà nó không có xuất hiện, nó là con. Ủa nó con anh mà nó tại sao nó không ký? Mà bắt buộc, con Nga nó, Nga con đẩy với cậu ở đâu ra Nga? Con đẩy cậu ở lầu mấy xuống đất ký Nga? Lầu 11 đẩy anh xuống đất, tự tay anh ký, bảo lãnh được anh lên bàn mổ. Vậy thì con Hồng Loan ở đâu? Cũng chính cô gái này, con Nga nè, nó đã hy sinh cái tuổi thanh xuân con gái của nó để nó lo cho anh. Vậy mà bây giờ con Hồng Loan nó nở nằm, nó đuổi ra con Nga đi. Trong khi đó bàn thờ anh chưa được 100 ngày. Không phải là con lo, con Nga nó không đi được đâu anh. Đuổi ngày mấy hôm nay nó luôn. Nó đuổi rồi, hôm nay là đuổi ngày 25 tháng 5. Trong khi đó anh mất bao nhiêu? Anh mất ngày 5 tháng 3. Không có nhiêu ngày hết đó. Anh nghĩ buồn không? Nó nói là bây giờ nó nói là con ruột của anh. Vậy những lúc anh bị bệnh thập tử nhất sinh, đó, nó có vô lo cho anh được một miếng nào ở trong bệnh viện? Nó có đút cho anh một cái chén cháo, một cái ly sữa nào không? Xin chào khán giả đang xem kênh YouTube Tin Giải Trí. Mới đây Hồng Loan cho biết, hôm nay hai anh em con và Mỹ ghé thăm bác sĩ Long, là người trực tiếp điều trị cho ba lên ngay khoa ngoại tiêu hóa, cũng là nơi ba nằm điều trị hồi đó, làm con nhớ ba lắm, con kìm lòng không được muốn khóc ba ơi. Con mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi để ba được yên nghỉ, không buồn không lo nghĩ nữa ba ơi. Tụi con nhớ ba lắm. Bác sĩ Võ Duy Long là phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Long lên tiếng. Thương bé Loan quá. Gọi điện cho mình hỏi chỗ làm đẹp cho Mỹ Mỹ, vì em ấy bị mụn mà điều trị không đúng nên mặt nhiều sẹo. Mình bận đi công tác liên tục nên sáng nay mới hẹn được để dẫn em ấy đi điều trị. Mọi người yên tâm, 5 tháng nữa sẽ có tài tử đẹp trai Mỹ Mỹ. Ba anh em nhà bé Loan tình cảm, dễ thương lắm. Sáng nay em ấy đi ngang qua mấy phòng bệnh VIP ngày xưa anh Vũ Linh nằm, nhìn em rưng rưng là đủ hiểu rồi. Trước đó những người phe Hồng Phượng nhiều lần lên tiếng tố Hồng Loan bất hiếu, không chăm sóc cho ba. Chia sẻ bài viết của Hồng Loan, chị Ni nói cảm ơn bác Long nhiều lắm,
nhưng chứng quá uy tín là đây, việc Hồng Loan có lo cho chú Năm hay không? Có thương ba hay không? Ni cũng không cần nói thêm nữa rồi. Chỉ nhớ những lúc nó khóc, nó ngồi ôm cái máy nó mở nó nghe những bản nhạc chú Năm đã từng hát. Bài mà Ni bắt gặp nhiều nhất mà Ni thấy đó là bài 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, giọng hát không được đào tạo, không được trau chuốt nhưng chạm đến hàng triệu trái tim. Xin mời quý khán giả đăng ký kênh Tin Giải Trí để xem tin mới mỗi ngày nhé. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sang trên. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài. Cái đời này mà cháu cậu mà đi mặc đồ tang, đồ tang người ta đâu có may sẵn đâu, tại vì theo tục lệ thì cháu cậu chỉ bịch ở trước thôi chứ ai đâu mà mặc đồ tang. Mọi người cháu cậu cũng không trải nghiệm, mà kiểu như là con cái, con trai gái hoặc là con trai thì nằm để kiểu như cái phong tục mà đã nằm xuống rồi để cho cái đoàn mà khiêng hòm người ta bước qua lưng mình đó. Đó thì chỉ có con ruột thôi chứ cháu nào mà đi ra ngồi như vậy. Rồi bây giờ trơ trẽn, ví dụ chú Năm mà ổng có thương thì làm sao mà mọi người thấy không? Đây nhân chứng sống, có rất là nhiều người nhân chứng sống. Hồi xưa chú Năm trả nợ tiền xã hội đen mượn sao là chú Năm trả hết cho hai người em yêu dấu đó. Cho nên là bây giờ mà ai lên tiếng là chửi rủa hết đó, rủa bất chấp đó. Bây giờ anh Song Minh đó, anh lên anh nói là bị chửi đó, bị chỉ trích, nói sai sự thật. Trời ơi, hồi xưa nói chuyện với ảnh sao á, ảnh lên nói đó, không biết trơ trẽn rồi. Tự nhiên ví dụ như cô Trinh hay là mọi người tới thắp nhang là người ta đâu có quan tâm là con bé Loan là con nuôi hay con ruột. Cái chuyện nói chuyện trong gia đình đó, nó nuôi hay ruột là liên can nói chuyện gia đình. Mà mắc mớ người ta tới thắp nhang cái cũng ngồi kể cho người ta nghe, để cho mọi người thấy không, nói xấu người khác nhưng cái người bị nói xấu họ được thương yêu thương hơn là cái người nói xấu. Má Tư không có kiểu như là có sao mới dậy chứ không có văn vẽ, không có lên livestream mà Thảo Mai được nói láo, nói sượt được. Nhưng má hay nóng tính đó, nói tới là chửi luôn á, chứ không phải là đã là ghìm rồi đó. Kiểu như thôi bây giờ nó vậy đó. nói là tuôn đó, cho nên thôi kêu dằn lại. Mẫu nào lên hơn mẫu 1, 2, 3, 4 cô bán cho ba. Đúng rồi, tự nhiên cháu cậu mà em đâu có ai biểu là nằm đâu. Mà mọi người coi lại cái clip là mọi người biết rồi đó. Nó rất là kỳ, có những cái nó kỳ lắm. Mà bây giờ mọi người biết là còn hai ông cậu đó. Nếu mà ông cậu sau này mà có chuyện gì không làm như ông cậu Năm là mọi người nói chết đó. Đó, mọi thứ nó dần lộ ra. Chứ nghe kể đó nha, nghe kể thôi, cho nên không biết ai cũng nói đó là hồi xưa cậu đó là chắc cậu đó. Nếu mà cậu nhìn thì cậu cũng biết rồi đó. Cậu sau á là cậu xèo đó. Cậu xèo mà điện là không có nghe máy đó. Mà chừng sau sau này sao thân với cậu lắm. Ni thì dạ, dạ cảm ơn cô ạ. Trời ơi, bao nhiêu người ở đây chứ đâu phải là người ta du khống hay là người ta nói sai sự thật đâu mọi người. Ai không ví dụ lo thành tâm là lo, thì sau này con cái còn mà trả nghĩa ở lại mới lo nó trả nghĩa. Thì ví dụ lo xong, nếu mà lo xong mà thật sự đừng có giấu giếm gì hết, truyền giao lại cho nó đi. Sao mà tự nhiên thùng phúng điếu rồi lấy hết rồi tất cả mọi thứ kêu là Bé Loan là âm mưu từ trước. Trời ơi, con người nó biết âm mưu chắc chứ để thùng phúng điếu mắc á. Lúc đó chưa gì hết, mẹ Thanh mới nói là cái thùng điếu nó đầy quá, thì lúc đó là chìa khóa nó không có đó. Thì mẹ Thanh mới nói là mới kêu là thôi lên trên kia xớt ra. Mẹ Thanh nói không được, một cái thùng phúng điếu nó đã đây thì phải mua cái thùng phúng điếu khác. Rồi cuối cùng anh em thấy, mọi người thấy không, khi mua chìa khóa vào rồi là nó lưng rồi đó. Kiện đi, kiện thì kêu công an tôi vu khống nè. Mẹ Thanh cũng chịu làm chứng đó, Mẹ Thanh đâu có sợ. Mẹ Thanh nói là ba Thanh đó,
Ni này nó kêu theo cái thẻ con Loan. Bà Thanh nói là nếu cái chuyện nó công an vô rồi có bà Thanh đây. Có nhiều người làm chứng cái thùng bún điếu mà. Đâu phải người ta không làm chứng đâu. Tại sao nó vơi đi? Tại sao nó đầy rồi tự nhiên lúc có chìa khóa rồi nó lại vơi đi? Thì mọi người đủ hiểu rồi. Không minh bạch, không rõ ràng. Người ta kêu sao kêu cũng không sao kêu. Hỏi là tại sao không có đám ma nào sao kêu? Đúng rồi, cái đám ma của người ta là đám ma bình thường. Cái đám ma theo phong tục hồi xưa giờ, cha mẹ mà mất đi thì con cái quán xuyến, cái tiền để con cái lo để trả nghĩa sau này. Còn cái đám ma này đám ma đặc biệt, đám ma trong lịch sử, ghi dấu trong lịch sử luôn. Cho nên buộc mọi người phải lên tiếng giúp Loan. Chứ còn đám ma bình thường thì lên tiếng làm cái gì mà mày kêu là có ai đời. Tại vì hồi giờ cũng không có ai đời mà cháu cậu vô giành của hết á. Cháu cậu vô đồng sở hữu hết trơn á. Cái người mà Mỹ với Bum á mới là người đồi đồng sở hữu. Nhất là Mỹ, cháu Đức Tôn, con bác Tư, dòng họ Võ, cùng dòng máu, cùng huyết thống.